Xuân ơi, Xuân. Xuân ơi. Dạ dạ dạ, con ra liền. Đang nấu nướng bự tùm lum hết trơn á, dạ má kêu con. Đem này xuống dưới rộng giùm má coi. Dạ. Rồi lấy nước rót cho khách uống đi con. Dạ dạ được rồi, rồi má đưa con đi. Phải chi trương vậy mà có nước cam uống á là tốt cho sức khỏe lắm á Tám. Nước cam hả? Ở dưới có nước cam không con? Làm cho má 2 ly đi con. Dạ cam thì không có, chứ giờ muốn uống nước chanh á thì con đi xuống cứa cho thằng Giao là có liền. Thôi con uống đây được rồi Tám. Để không thôi Xuân thôi. Không có được vui. Được mà, khách tới nhà cái mặt chầm dầm. Đi pha nước cam đi. Dạ có hai ly mà cam. Tám, hồi trước giờ Tám có ăn cua huỳnh đế bao giờ chưa? Cua Cà Mau á, ngon thì ngon nhưng mà không thể nào mà sang bằng cua huỳnh đế trơn á. Trời ơi, Tám thấy mà Tám thèm luôn vậy đó hả? Trời ơi, thấy ở trên cái gì mà YouTube á, tan mà ta nói thèm mà mắc quá không dám mua. Để bữa nào á cô mua cho Tám ăn. Trời ơi, mắc thì mắc nhưng mà Tám vui á là được rồi. Trời ơi, ta nói tìm đâu ra mà đứa con gái ngoan ngoãn rồi nết na như con vậy không biết nữa hả? Đưa đây lẹ coi. Dạ má. Làm cái gì chậm chạp quá. Cảm ơn con. Xuân nha. Xuống làm cua nhanh dụm cái đi. Để tôi còn đãi khách nữa chứ mặt chầm dầm như vậy thiệt á. Thiệt mất lịch sự quá. Uống đi con. Gì đâu. Dạ.